Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp cầu y tế. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng của một loại cây, đó là cây tầm gửi, trong việc hỗ trợ điều trị viêm cầu thận cùng với thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ. Xin chào quý khán giả, xin chào Xuân Quỳnh. Thưa bác sĩ, có lẽ câu hỏi mà mọi người băn khoăn nhất khi mà biết đến chủ đề này đó là trong giai đoạn nào của viêm cầu thận thì chúng ta sẽ sử dụng đến Đông y ạ? Viêm cầu thận thì nó có hai loại, thứ nhất là viêm cầu thận cấp tính và viêm cầu thận mãn tính. Thế thì thực ra mà nói thì cho đến nay thì tôi cũng không hiểu tại sao là có rất nhiều người ta nghĩ rằng là khi bị bệnh thận thì không bao giờ nên dùng thuốc đông y. Cũng có thể là do một số cái trường hợp người ta dùng các thuốc đông y của mấy ông lang linh tinh thì có thể gây ra tình trạng suy thận, cho nên người ta sợ. Mà có đúng theo như là trong y học cổ truyền từ xưa đến nay ấy, thì tất cả bệnh viêm cầu thận trong giai đoạn nào chúng ta cũng có thể dùng đông y. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là lúc nào chúng ta dùng đơn độc và lúc nào chúng ta dùng kết hợp với tây y. Tôi nói ví dụ khi mà chúng ta bị viêm cầu thận cấp tính, đặc biệt là trẻ em ấy, thì nếu trường hợp nó thể nó nhẹ thì chả cần gì về đến dùng đến tây y cả. Chúng ta chỉ dùng các bài thuốc đông y có thể là rất nhẹ nhàng mà khỏi cũng rất là nhanh. Thế còn nếu như mà chúng ta đã bị gọi là viêm cầu thận mãn tính mà có suy thận rồi thì lúc đó chúng ta không thể nói rằng cái chuyện là chúng ta chỉ dùng đông y đơn thuần được, mà chúng ta phải dùng tây y, thậm chí phải chạy thận nhân tạo. Nhưng mà chúng ta vẫn có những bài thuốc, vẫn có những cây thuốc để chúng ta có thể là hỗ trợ điều trị vấn đề suy thận. Thế cho nên nó có thể nói rằng là cái vấn đề điều trị viêm cầu thận thì đông y điều trị ở bất cứ giai đoạn nào. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta phải có cái khám xét, cái lựa chọn. Và ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về cây tầm gửi. Thì đối với cây tầm gửi là một loại cây mà sống nhờ vào các loại cây khác. Thế nhưng nó có những dược tính như thế nào và vì sao nó lại có công dụng trong việc điều trị viêm cầu thận ạ? Có thể nói là tầm gửi thì có trên rất nhiều cây. Mà người ta hay dùng nhất là tầm gửi cây dâu hay hoặc là tầm gửi cây cúc tần, là tầm gửi cây gạo. Và điều trị viêm cầu thận đấy, người ta hay dùng cái tầm gửi cây gạo. Ngoài ra còn có tầm gửi cây nghiến nữa. Theo y học cổ truyền ý, thì tầm gửi nó có vị ngọt và nó tính nó hơi lạnh một chút. Nó tác dụng là khu phong trừ thấp, đặc biệt là nó bổ can thận và làm mạnh gân xương. Theo cái nghiên cứu của giáo sư tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ, Viện Đại học Dược Hà Nội, thì trong thành phần của cái tầm gửi nó có những cái chất mà có tác dụng là gì, nó vừa lợi tiểu, vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa chống oxy hóa rất là tốt. Cho nên đó là những gợi ý mà chúng ta nghĩ rằng là với bản thân nó có thể giúp cho vấn đề chúng ta điều trị các bệnh lý viêm nói chung và đặc biệt là viêm cầu thận nói riêng. Tuy nhiên cây tầm gửi này thì chúng ta có kết hợp với một loại thuốc nào khác để cho ra một bài thuốc không ạ? Hay là chúng ta chỉ sử dụng đơn thuần thôi ạ? Chúng ta có thể dùng đơn thuần, nghĩa là chúng ta cắt xuống, chúng ta thái nhỏ ra rồi mỗi khi mà chúng ta bị viêm cầu thận hoặc chúng ta muốn là để mà dự phòng thì chúng ta lấy khoảng độ 20 đến 40 gram rồi chúng ta sắc uống hoặc là chúng ta hãm thay trà thôi. Nếu mà khó uống cho thêm một vài lát cam thảo thì đấy cũng là một cái mà nó rất là hay, mà nó không chỉ vấn đề cho cầu thận mà tôi nói là nó cần rất tốt cho vấn đề là xương khớp nữa. Để muốn tăng tác dụng và để điều trị những bệnh lý nó nặng hơn thì người ta kết hợp thêm ví dụ với tầm gửi kết hợp với cả bông mạ đề rồi với rễ cỏ lau tận bạch mau căn, rồi là với thổ phục linh đấy, với y dĩ vân vân. Thì đấy những thứ đấy là cả một bài thuốc mà nó vừa có tác dụng là chống viêm, vừa tác dụng là lợi niệu, giảm phù và đồng thời vừa là tăng cường cái sức đề kháng trong cơ thể. Thế nên có thể nói rằng là tầm gửi nó là một cái cây thuốc mà tôi cho rằng là chúng ta hết sức nghiên cứu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tầm gửi các cây khác nhau bởi vì nó sẽ ăn những cái chất của cây khác nhau thì cái công dụng của nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, như ở đây chúng ta muốn nói đến là cái tầm gửi mà điều trị viêm cầu thận là cái tầm gửi cây gạo. Rõ ràng chúng ta khi mà tìm hiểu kỹ và có những kiến thức thì lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm ra được những cái cách mà phù hợp với căn bệnh của mình và có thể điều trị hiệu quả được. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những thông tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin về cây tầm gửi trong việc hỗ trợ điều trị viêm cầu thận. Và hy vọng là với những thông tin này đã mang đến cho quý vị rất nhiều điều hữu ích. Nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cần lời giải đáp thì quý vị hãy gửi thư về địa chỉ email của chúng tôi nhipcauyte.sta@gmail.com. Còn bây giờ, xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.